Trước thềm đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, người dân thành phố Đà Nẵng đặt nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều kết quả tích cực. Với tư cách là một công dân của thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi rất mong muốn qua cái đại hội, thì các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa và thực tế, thực sát để nắm được cái tình hình cuộc sống của đại đa số người dân vùng núi thuộc huyện Hòa Vang, để phát huy cái tiềm năng tiềm lực thực tế là xóa đói giảm nghèo ở một số các xã thuộc huyện miền núi, thì mong rằng thành phố sẽ có một cơ chế nó thích hợp và cũng phải tuyên truyền xác thực đến từng người dân thấy cái hiệu quả trong cái quá trình thực hiện cái chủ trương của thành phố. Trước thêm đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ Đà Nẵng thì chúng tôi thấy rằng là cũng mong muốn rằng các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm để xây dựng Đà Nẵng thực sự là một thành phố môi trường, thành phố đáng sống. Thứ hai nữa là chăm lo cái an sinh xã hội của toàn dân. Đây là một trong những cái tiêu chí phát triển của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng với cái tinh thần đổi mới của đại hội sắp tới thì chắc chắn rằng những cái kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới là sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi rất kỳ vọng vào cái đại hội lần này, làm sao là lựa chọn để bầu ra một cái đội ngũ cán bộ thật là trung thực, thật là dám nghĩ dám làm để lo cho dân dân và lo cho cái thành phố này